kính chào quý vị. Cái clip này Ly muốn dành riêng cho hai người. Em muốn gửi đến chị Úc Hồng và anh Nam, công an về hưu ở Đồng Nai. Chị Úc Hồng ở dưới xa lộ Hà Nội. Cũng vì coi cái kênh của em, rồi anh chị quý em, và có chị thì nói với em là em đi dạy thì thấy học sinh nào nghèo không có xe đạp thì nói để chị hỗ trợ xe cho các bé. Và em đã đến nhà chị và em cũng biết chị cũng không phải là chị cũng là những người cũng là người bình thường thôi. Chị không phải là người giàu có gì, nhưng mà chị thấm nhuần cái giáo lý đạo Phật. Chị kể với Ly là chị quy y ở nơi thầy Thích Phước Tiến. Chị rất là thích những bài giảng của thầy Thích Phước Tiến, và chị cũng rất là hay đến chùa Giác Ngộ ở của thầy Thích Nhật Từ. Và chị thì cái thời gian của chị thì hầu như là chị và Ly thì trái ngược nhau. Ly thì thời gian của Ly thì dành cho sách hiếm, còn thời gian của chị thì dành cho kinh Phật. Chị là một người mà Ly rất là hâm mộ chị, bởi vì chị là một người có hai dòng máu, cha Việt, mẹ Việt, cha Miên, nhưng mà chị rất là yêu đất nước. Chị từng mời Ly tới nhà, và Ly hôm nay thôi Ly nói ngắn gọn thôi để nói dài dòng rồi quý vị nhàm. Thì hôm trước Ly có kêu chị, Ly có nói với chị là ở trường Ly có bốn em, có ba em học sinh nghèo, cha mẹ đi lấy vợ lấy chồng hết ở với ông bà, rồi một dì là làm lao công ở trường Ly thì có chồng là tai biến, rồi con dâu bỏ đi. Đó là bốn trường hợp, tức là ba học sinh và một dì lao công. Chị Ly chỉ xin chị là 2 triệu cho bốn người, để không, cái vụ này là xin anh Nam ở dưới Đồng Nai, còn xin chị là trước đó là xin chị 2 triệu cho cái dì lao công nữa, còn xin anh Nam là 2 triệu cho bốn người để ăn Tết, có một chút quà Tết. Thì đến lúc mà Ly ở trường Ly thấy vậy thì có một cô kêu Ly là xin cho em hữu bằng, xin cho em hữu bằng một suất, tại vì em đó hoàn cảnh dữ lắm. Thì Ly thì cũng có nhớ là có một học trò của Ly tên là Hữu Bằng, nhưng mà đến sau Ly tìm hiểu kỹ thì mới nhớ là Hữu Bằng thì đã nghỉ học rồi. Và sau đó Ly tìm hiểu thì cô giáo này nói thì thực ra Hữu Bằng nghỉ học rồi, nhưng mà vì thấy hoàn cảnh khổ quá cho nên là cái cô giáo đó là vẫn thương và vẫn hay qua lại giúp đỡ Hữu Bằng. Thì cô giáo đó mới thấy Ly xin được quà từ thiện thì cô mới nói Ly là nếu chị xin được thì xin cho Hữu Bằng một suất nữa, cho hoàn cảnh Hữu Bằng đáng thương lắm. Thì Ly mới tìm hiểu thì hóa ra là Hữu Bằng nghỉ học rồi, mà nghỉ học lý do là vậy, mẹ thì bỏ đi lấy chồng, mọ bỏ đi theo người khác, và có chị là bị bệnh thận phải chạy thận, và cha với lại bà nội thì hoàn cảnh đáng thương lắm quý vị. Thì cha đó đi làm bảo vệ, và ở cái công ty mà người cha làm bảo vệ đó họ cũng thương tình, cho nên họ cho một cái phòng để người, mặc dù nhà thì gần công ty nhưng mà người cha là làm bảo vệ mà, cho nên là đưa đứa con gái bị bệnh thận vào trong nơi người cha làm để vừa bảo vệ vừa trông con gái bệnh thận. Nhưng mà hôm nay thì Ly biết là cái đứa con gái lại đang đi nằm viện, và Hữu Bằng thì là phải đi nuôi chị. Và Ly đã nói hoàn cảnh như vậy với chị Úc Hồng, và Ly hỏi chị là có thể giúp cho bé được không. Thì chị Úc Hồng
họ nói là thì em thấy giúp được bao, em muốn giúp bao nhiêu thì cứ giúp, có nghĩa là Ly muốn giúp em đấy bao nhiêu thì Ly nói để chị gửi tiền. Thì Ly cũng ngại, Ly nói thì giúp vài triệu được không chị? Thì chị nói là thôi thì giúp em ý 5 triệu. Thì Ly đưa cho cô giáo 5 triệu. Thì cô giáo lại đưa, tại vì nhà em học sinh hữu bằng này thì gần nhà hiệu trưởng của Ly. Thì cái cô giáo đó đến gặp hiệu trưởng và cả hiệu trưởng, cả em, cả cô giáo đó, tại Ly thì bận dạy thì cô giáo không có giờ dạy, cho nên cô giáo đó đưa đến nhà hiệu trưởng và cả hiệu trưởng của Ly, cả cô giáo đó đưa đến nhà cho Hữu Bằng. Thì chỉ gặp bà nội Hữu Bằng thôi, còn Hữu Bằng thì đang đi nuôi chị ở bệnh viện, ba thì đang đi làm bảo vệ. Và cô giáo đó và hiệu trưởng của Ly gọi cho Ly trong giờ Ly đang dạy, nói rằng khi nhận được 5 triệu của chị Úc Hồng á, thì bà nội của Hữu Bằng là khóc, khóc vì cảm động và vì mừng quá, bởi vì năm hết Tết đến rồi mà cháu thì đang nằm viện mà lại có được 5 triệu bạc thì đối với những hoàn cảnh như vậy thì rất là lớn thưa quý vị. Và Ly cảm thấy Ly rất là vui, mặc dù đấy không phải là số tiền của Ly mà tiền của chị Úc Hồng. Nhưng mà Ly nói thật, ở cái này chị Úc Hồng không những là giúp em Hữu Bằng mà chị Úc Hồng còn giúp cho Ly rất nhiều. Lý do là vậy. Trước đây quý vị biết rõ là một cô giáo ở Quảng Bình chỉ có một cái comment nói về thằng Nam Heo thôi mà cô bị kỷ luật. Và Ly thì cũng là một cô giáo mà Ly lên đây như vậy mà Ly chưa bị kỷ luật à, thì quý vị nghĩ coi. Và Ly không được nhà trường ủng hộ cái việc làm của Ly, thậm chí đồng nghiệp của Ly còn nói là chị gan quá, chị không sợ bị công an bắt chị à. Có những cô còn hỏi lại Ly vậy, Ly chỉ biết cười. Còn hiệu trưởng của Ly thì cái hồi xưa đó cũng cách đây khoảng 2-3 năm rồi, thì lúc đấy Ly chỉ mới trong cái bài giảng thôi. Thì hôm đấy Ly trong cái bài giảng thì Ly dạy về cái bài, Ly không nhớ bài gì, nhưng mà Ly liên hệ đến biển đảo Việt Nam. Thì Ly mới nói về vấn đề Pomosa ô nhiễm môi trường. Thì Ly nói đến cái vấn đề cái bọn quả đen ở Nghệ An, Hà Tĩnh làm loạn, biểu tình lấy cớ biểu tình Pomosa làm loạn. Rồi Ly mới nói sang vấn đề đạo Chúa và đạo Phật. Thì Ly ca ngợi đạo Phật và Ly chỉ trích đạo Chúa. Thì Ly có nói là Việt Nam ta là hơn 4.000 năm, tuổi của vua Hùng và tuổi của Đức Phật là gấp, tức là Ly nói là ví dụ vua Hùng là 2.000 tuổi thì Giê-xu mới ra đời, hay là Đức Phật cũng vậy thì còn Giê-xu mới ra đời sau đó 2.000 năm, vậy mà dám nói là Giê-xu tạo ra mọi thứ. Cho nên Ly mới nói xong thì trong cái tiết giảng hôm đấy thì học trò về thì nó cũng kể thôi, nó kể là cô nói vậy vậy thôi. Thì có một phụ huynh hôm sau đến trường là hâm, vô gặp hiệu trưởng là hâm, nói nếu mà từ nay mà lên lớp mà cố mà nói về đạo Chúa nữa là họ vô họ quậy. Thì Ly đang dạy ở trên lớp thì hiệu trưởng điện cho Ly xuống văn phòng liền. Thì Ly xuống thấy mặt hiệu trưởng hầm hầm, thì Ly biết là có chuyện rồi. Thì hiệu trưởng nghiêm nghiêm mặt lắm, hiệu trưởng hỏi Ly một câu là em trả lời cho chị biết, nhà nước ta có cấm tự do tôn giáo không? Thì Ly biết có chuyện rồi, thì Ly mới nói là Ly cũng bình tĩnh lắm. Ly nói tại vì hiệu trưởng của Ly rất là cứng và rất là ấy, cho nên Ly nói phải phải bình tĩnh. Ly nói là nhà nước ta không không cấm tự do tôn giáo, nhưng luật pháp cho phép người dân được tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhưng luật cũng cũng có một câu bên cạnh đó là không được lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá đất nước. Và cái em chỉ nói sự thật, và cái chuyện em nói trong bài giảng là chỉ liên quan đến bài giảng, em liên hệ đến thực tế ở ngoài đời, cho nên em không có sai. Thì sau đó đó thì hiệu trưởng cũng cũng không ủng hộ đâu, nhưng cũng không không phản đối Ly nữa. Và
hiệu trưởng cũng biết Ly có Facebook hay viết bài trên Facebook, Ly có kênh YouTube, thì hiệu trưởng nói là thế kênh YouTube của em là gì, Facebook em tên gì, thì Ly nói thôi tốt nhất là chị đừng có biết đó, việc em làm thôi, em không muốn chị quan tâm tới, một khi chị chưa hiểu những việc làm của em, và chị chỉ cần biết rằng em không làm gì ảnh hưởng đến đến ngành của mình là được rồi. Đấy, tuy nhiên thì sau cái chuyện hôm nay mà hiệu trưởng thấy Ly đã có những cái vận động để giúp cho những học sinh nghèo trong trường, thì hiệu trưởng rất là ủng hộ việc làm của Ly. Bởi vì hiệu trưởng thấy rằng là nếu như việc làm của Ly mà không tốt, không không có lợi cho đất nước, thì Ly sẽ không có được những cái người ủng hộ như vậy. Và Ly thấy mạnh dạn hơn. Sau cái chuyện hôm nay, Ly đã xin được những phần quà tương đối giá trị cho các em học sinh nghèo. Và Ly nghĩ rồi từ từ đồng nghiệp lãnh đạo của Ly sẽ không những không phản đối việc làm của Ly mà còn có thể hỗ trợ Ly về mặt tinh thần, chẳng hạn như có thể nhiều lúc Ly thức ban đêm để tìm tòi tài liệu á quý vị, thì ban ngày á có lúc Ly thiếu ngủ đấy, thiếu ngủ thì có những lúc ví dụ như có những cái gì không cần thiết thì Ly có thể được ngủ thêm miếng, chẳng hạn như buổi trưa hay là những cái lúc mà ra chơi thì Ly có thể tìm một góc nào đấy để Ly ngủ để lấy sức, và được đồng nghiệp cũng giúp đỡ, ví dụ làm cái gì đó mà không cần thiết thì đồng nghiệp của Ly làm phụ cho Ly. Cho nên ở đây cái công lớn là của chị Úc Hồng. Thì hôm nay em rất là cảm ơn chị thay mặt gia đình em Hữu Bằng, mặc dù không còn là học sinh của trường nữa, nhưng vì biết hoàn cảnh của em như vậy thì những người có lương tâm như chúng ta thì luôn luôn cảm thấy không không ngó lơ được. Cho nên một lần nữa em cảm ơn chị Úc Hồng. Cái clip này em muốn gửi đến chị, gửi đến anh Nam đã có cái lòng từ bi đối với những hoàn cảnh thiếu may mắn. Năm mới sắp đến, xuân 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 đến, Tết về, em chúc gia đình anh Nam, gia đình chị Úc Hồng luôn an lạc. Một lần nữa em xin thay mặt nhà trường cảm ơn anh, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn và cảm ơn.